ទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុចថៃបាទសំលេចនៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្ថបទទី1អាយុ47ឆ្នាំមានកូនរហូតដល់ 49នាក់សុខខំបត់ចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងព្រោះប្តីរត់ចោលអញមិនចឹងទៅវិញលោកប្តីហេតុអីក៏រត់ចោលគ្នាបែបនេះដល់ប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងលោកថតឯងឃើញថា រឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងនៅឯប្រទេសកេនុទេបាទប្រទេសអាហ្វ្រិកឬក៏យ៉ាងណាដែលស្ត្រីម្នាក់បាទមានកូនច្រើនមែនតើរហូតដល់ទៅ41នាក់អណោះបាទសួរត្រាំបាទចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងឯប្តីចោលមកទៀតបាទរត់ចោលបាត់បាទចាស់តែមានតែម្ដងតិចទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងតារាសិល្បៈខ្មែរនោះទេមានចំណងជើងថាទោះរៀបការច្រើនឆ្នាំតែហេតុក្តីស្នេហាគូស្វាមីភរិយា សំសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីនៅតែផ្អែមល្ហែមដូចគូស្វាមីភរិយាទៅរៀបការថ្មងថ្មីអញ្ចឹងបាទបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយអ្នកនាងសំសូលីកាដែលគេស្គាល់ថាបាទជាតួតារាសម្ដែងដែលល្បីឈ្មោះបាននៅក្នុងរឿងនៃសាទក្រពើបាទជាមួយនឹងលោកទេសវ័តកាលពីកន្លងមកហើយក៏ជាពិធីការនីដល់ពូកែវហាស័ព្ទល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទូរទស្សន៍បាយយ៉ាន់ផងដែរចំណែកឯខាងប្រុសបាទគឺលោកអេងរិទ្ធីដែលយើងស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងរ
sang snai ha. Có đôi chia điệp ca chỉ một nề mọc và khuyên thà nạ tầng pi nơi tập em là hèm và đôi cú sạp mấy. Đã tư tà điệp ca anh chân và bắt chìa cú ở rung phước nơi snai ha mùi nì. Và chẳng bây mất dương mà tạm đà lùm ít nơi ạ tập bật tầng pi nít đôi tầng tớ. Á dụ sai sập chân ám miền côn đồ hốt đó sai sập bùn nè. Sú khăm mọt chân châm côn tài mà nè ấy. Rút đây rõ chào. Các bị thang ai tìm mà phí buôn khai mịt thổ na chân nằm phí bón mà phí phí cơ lòng tờ ni. Rương rao chi vật rồi bỏ sạch trái chân chết dù cảnh đà mà nè. Trái bàn chạy rung lết về bênh bệnh đàn chân cúng. Đôi cái đây khá lâu chất ảnh đất ả sô. Đôi xa tài niếng. À dụ trâm tài xài sập chân nằm. Tài miền côn rồi hốt xài sập bụt nè. Hai sú chân châm côn tài mà nè ấy. Rút tài bất đấy vịt lối rõ chào bạc. Trong xa bộ rộng miên bàn ở đường thà sạch trầy mà nè chung mùa thà mà rính. Đau niên bàn chọc chìa sạch trầy miên côn tràn trình kỳ bằng ốc nực nông bị phục lô. Mà rấm bàn bà đò cầm nát ở côn phlu phí buôn đón, côn phlu bây bàm đòn, nâng côn phlu buôn đò tự bàm đón. Bàn thàm bì ní, miên tay mà đòn bà nó đành niên cạch côn tầy mà nè. Hai mục đò bì ní, côn rồi bàn niên có bàn sạp ở bà mùi nè tự hai. Nơi xa tài xàm sạp rập bình nhé, rút nơi chìa mùi niếng mục đo sọp ngày nè. Giang nam minh bà tam ca rịp rộp ở đừng, mưu tư chỉ vật niếng bạch chìa cùng sọt nà. Đói niếng trời bàn ở bụng mặt ai bằng khom ở điệp ca tăng bì ở dụ đập bì chân nắm. Hai niếng miên côn lược tầm bôn ở dụ trầm đập bì chân nắm tại phần nô. Lúc bình đi tự tiết đòi xa tài niếng miên côn phút tràn đòn bê, tức niếng tự bình nạch sau cập hiếp đòi bàn đằng thá. Luôn miên ả trá bằng co cầm nạt của chân sạch trạch đồ tây. Nên miên ca bằng chánh mê chỉ vật nhí tràn khó thầm ở đá. Hai thân nam bằng chìa cầm nạt mình ạch chúi niên bàn lời. Tham tiên ạch bạc bó đòi sọc phép thường ngô thàn tiết. Trong cơ hội nếng có khuyên trùm rớt miên tại bàn đòi khuôn ai bộ phút chì rì rưới. Rồi hốt đo chân nam bì bòn đọc rầm mùi. Nên có bàn bằng cạch cốn trong cơ hội tại bà đầy rộp bà nếng. Bàn luật dục lưới đài miên bàn mán. Rốt có rọt chánh bì bà đẹp bạc sồn chân. Bàn xót ở nếng trời chân châm cốn mùi dòng bốc tại bà này ai cốt. Giang nam bánh cừu bếp có bàn tầm rạch. Cách bốn rồi bỏ niếng chào từ hơi. Tụi bây chì mình mình cồn tuyệt mèn. Tại niếng trời đa tùa chì mặt ái. Nâng chì ở phúc rột lưới đọc bầy bằng bánh rộp bè cồn cốn. Đói thư chì chiên cạch sọ khá. Đó rơi ế chạy khá. Nâng bật ra lụa chì đàm. Bà, bình mật này kể tệ tờ nâng cà chạp ở rõm. Tại lưu sạch trời dù cảnh đà mà nè. Đà mà nạc màn bà rương chùm lạch mẹn tên. Cát cồn mặt đòn. Phùa đò tự bầy rồi có buôn nè. Bà buôn bàm đòn ở nâu. Bạn chẳng bạn côn tràn mà anh ta còn mình vào đây tràn á. Tạm bất vào đây tại môi nụ tê. Hay cắt côn tại mặt đoàn mà nè cứ mình tại mặt đoàn phần nào. Bạn chẳng bạn thà đi chìa đường trầm lây hay chìa sạch trí. Đang mình côn tràn bóng phót nơi lửa phục lộn. Bà bất chìa mặt nạc mạng. Hay trầm lây ai vào đây chồng xịt nốt. Bà tự tạc luôn mình tự tế bà chìa dốt lùi tọp dòng bạch. Mà khóm rôn trên trầm côn dốt tự tiên. Bà thơ ở niên bà bị bạc mình tên. Ở cùng bình mật xô mình chọc nơi ảnh tập bật này dường mà tạm tàn nơi ảnh tập bật một tiết. Tôi chưa riêng ca cho rằng chân ám tại Sài Hà Cú Sva Mây Phạm Rịa. Nên xong xô lý ca nên lục ảnh đặt thi nơi tại Phạm Rịa Hàm đôi Cú Sva Mây Phạm Rịa từ riêng ca thầm mong thầm mấy ảnh chân. Phúc mai bông ôn chưa chân mình tịch nhận tụ tê và chụp bàn sủa cho bác ta hỏi ông bì lục ảnh đặt thi nên ngạc niên xong xô lý ca. Đại nạc tầng P cứ chờ cụ sạp mấy phải là dễ mực cú. Tức tụ bàn ca con trố nâng ca cổ rục sổ lành nhàng khăn bì xâm nạc mà hạ chốn chìa trả ơn. Giang nam bánh ca bì bê thầm mấy thầm mấy nít mà hạ chốn bàn đăng rừng mọc hạ thác. Lúc anh rực thi tượm nâng tụ bàn thả nạc thầm mấy. Đã chìa áp bì bà rung khách xoay riêng. Rung tên miên ca ọ bò xa tù dàng trả ơn có bì xâm nạc mà hạ chốn. Có đô chìa xa lập bạc có xa lập bạc
ថ្ងៃនេះគូស្វាមីមួយគូនេះកំពុងតែមានក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកទាំងពីរតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនាំកូនស្រីទៅលំហែកាយតាមទីតាំងទីឆ្ងាយហើយឆ្លៀតថតរូបលក្ខណៈគ្រួសារជុំគ្នាមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលដល់ហើយចាក់ស្ដែងការពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនោះគឺបានប្រតែឃើញគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតែពីនាក់ជាមួយនឹងការលេងស្ទ
ហើយលួចច្រណែននឹងគូនឹងជីវិតគូរបស់អ្នកទាំងពីរខាងណាក្នុងរូបភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹកនោះអ្នកនាងសំសូលីកាក៏បានភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីថា ដែលនេះលោកហែនសាំសូស្វីតអែនសូលាប់លីព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ច្រើនបានខមមិនសរសើរនិងជូនពរដល់គូស្នេហ៍មួយគូនេះឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងក្នុងផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូគឺអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងតារាសម្ដែងប្រុសលោកអេងរិទ្ធីបាទឃើញថាមានសុភមង្គលមែនទែនអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ